Ngày 12 tháng 9, Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn công tác tổ chức cán bộ đối với các đơn vị hành chính và sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định, tổ chức các buổi tập huấn cán bộ là cơ hội nâng cao công tác quản lý các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc bộ, mặt khác cũng giải quyết được những vướng mắc còn tồn đọng, đảm bảo tuân thủ quy chế đã được ban hành. Thứ trưởng đánh giá trong thời gian qua, quá trình tuyển dụng viên chức trong các đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, mặc dù đã có văn bản hướng dẫn về các quy trình tuyển dụng bổ nhiệm. Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp thực hiện theo quy trình hết sức nghiêm túc. Ban Bí thư ban hành các tiêu chuẩn công tác cán bộ và là căn cứ quan trọng để thực hiện. Nội dung chương trình tập huấn được triển khai qua 3 chuyên đề: một số quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm xếp hạng viên chức và quản lý công chức, viên chức, tiêu chuẩn chức danh và quy chế bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức lãnh đạo cơ quan hành chính. Qua những chuyên đề trên, các cán bộ trực thuộc Bộ Xây dựng thu được nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quy định về hồ sơ, văn bản áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệm lại cán bộ, công tác xét tuyển, tuyển dụng công chức để thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của nhà nước.